các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Sĩ Toàn là một trong những diễn viên đảm nhiệm cảnh hành động trong lật mặt năm. Anh gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài gai góc, nét diễn xuất chân thực. Có chồng chuyên vai hành động, MC Ngọc Tiên từng chia sẻ cô rất sót khi thấy anh về nhà với cơ thể đầy thương tích. Lần này, cô có cơ hội đóng trung phim nên thấy yên tâm hơn vì có thể liên tục để mắt tới ông xã. Vợ chồng Sĩ Toàn và Ngọc Tiên trên trường quay Trong phim, Sĩ toàn hóa thân thành một trong 10 trợ thủ đắc lực của ông Trùng A Dình, Huỳnh Đông Đóng. Anh thực hiện nhiều cảnh dược đuổi thót tim, thể hiện được khả năng võ thuật. Ngọc Tiên cho biết khi đóng phim, chồng cô lộ rõ vẻ lạnh lùng, bụi bặm nhưng ngoài đời anh tình cảm và vui vẻ. Sau khi xả vai, anh ấy trở về là người nhẹ nhàng và hay cười, khác hẳn trên phim, Ngọc Tiên chia sẻ. Vì thương chồng Ngọc Tiên từng khuyên anh hạn chế nhận vai có nhiều cảnh đánh đấm, nhưng khi chứng kiến anh hết mình trong lật mặt, cô thấy dịu lại. Khán giả xưa nay biết đến anh ấy với những pha hành động đẹp, nếu hạn chế thì diễn không gia chất, không thể hiện được đúng yêu cầu của đạo diễn. Bởi vậy, tôi giấu đi sự lo lắng để ủng hộ chồng. Tôi hy vọng có nhiều dịp cả hai tham gia những dự án chung để dễ dàng chăm sóc, hỗ trợ nhau khi cần thiết, cô nói. Sau phim của Lý Hải. Sĩ Toàn tiếp tục vào vai phản diện long dòng đỏ trong vòng xoáy tội ác sắp lên sóng SCTV14. Anh cho biết hành trình với những pha hành động còn dài và mỗi ngày đều muốn nâng cấp bản thân nhằm mang đến khán giả những cảnh quay mãn nhãn. Trong lật mặt, Ngọc Tiên tái hiện cô gái Trâm có tạo hình ấn tượng. Cô trở thành tâm điểm chú ý nhờ giọng nói, dù xuất hiện chớp nhoáng vẫn khiến khán giả nhớ mãi câu thoại 5, 4, 3, 2, 1 xoay vòng, xoay vòng. Đây là lần thứ năm Ngọc Tiên tham gia lật mặt và vẫn là một vai diễn nhỏ. Cô cho biết tuy thường xuyên được giao những vai không có nhiều đất diễn, nhưng được góp mặt xuyên suốt các tập phim của series lật mặt đã là một niềm tự hào. Ngoài ra, Ngọc Tiên đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình tại buổi công chiếu phim hôm 14 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự duyên dáng cùng cảm xúc của cô khi được trực tiếp tham gia phim đã giúp kết nối ekip với khán giả. Tạo hình của sĩ Toàn trong phim Ngọc Tiên và Sĩ Toàn kết hôn năm 2015. Cặp đôi được khán giả yêu thích bởi sự dễ thương và cuộc sống tình cảm, không sợ căng đan. Ngọc Tiên là MC quen mặt qua các chương trình như Sức Sống Mới, Sáng Phương Nam, 12 cá tính trên đường xuyên Việt. Còn Sĩ Toàn gây dấu ấn qua nhiều vai diễn hành động trong các phim Bụi Đời Trở Lớn, Dốc Sương Mù, Vườn Đời, Đất Mặn, Vật Chứng Mong Manh. Tường Sang